các bạn ạ, thì là năm học mới 2024-2025 cũng đã đến. Hẳn cho mỗi chúng ta đều có những cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Bởi mỗi chia tay ở môi trường trung học cơ sở và tìm đến bên nơi mới, mình tin chắc rằng tất cả chúng ta đều có một niềm vui và niềm phấn khởi khi có tên trong danh sách của ngôi trường danh tiếng Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, về ngôi trường mà chúng ta hằng mong ước. Đặc biệt hơn là chúng ta đã có tên trong danh sách 53 thành viên của lớp 10D8, được cô giáo chủ nhiệm kính quý Phạm Thị Thuận dìu dắt, là cô giáo dạy văn, luôn quan tâm và chăm sóc tận tình chúng em với tinh thần trách nhiệm như người mẹ, giúp chúng em sớm được ổn định hòa nhập, tạo thành một ngôi nhà chung với tinh thần đoàn kết cao, sớm bắt nhịp cùng với quỹ đạo và nhà trường. Lớp chúng em gồm 23 bạn nam và 30 bạn nữ. Để cho lớp sớm đi vào hoạt động, cô cùng tập thể lớp đã xây dựng đội ngũ cán bộ đầy năng động và sáng tạo. Trong đó, lớp trưởng là bạn Nguyễn Thị Lan Hương, thư ký lớp là bạn Phan Thị Như Quỳnh. Lớp được chia thành 4 tổ, và bạn Đặng Ngọc Sa Huy làm tổ trưởng tổ 1, bạn Nguyễn Lê Hà My làm tổ trưởng tổ 2, bạn Trần Ngọc Vân Thùy làm tổ trưởng tổ 3, bạn Lê Thành Vinh làm tổ trưởng tổ 4. Tất cả tổ đã cùng đi và phân công nhau để thực hiện nhiệm vụ của lớp một cách nhịp nhàng và hiệu quả. Tiếp đó, ngày 12/9/2024, lớp đã tiến hành đại hội chi đoàn, thông qua đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 3 bạn là Thái Hồng Mai Sương, Nguyễn Thị Lan Hương và Thị Như Quỳnh. Trong đó, bạn Thái Hồng Mai Sương đã được bầu làm bí thư lớp. Ngoài ra, đại hội còn bầu thêm 2 bạn là Trần Ngọc Vân Thùy và Nguyễn Phương Chi, cùng cả 5 bạn là đại biểu một cấp trên. Từ đầu năm học mới đến nay, từ sự chỉ đạo và sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm, từ điều kiện và những cầu thực tế rất thiết thực, tôi đã tiếp tục tham gia một số hoạt động ngoại khóa và chỉnh trang lại phòng học để đảm bảo các môi trường học tập được đảm bảo tốt hơn. Qua đó, các thành viên trong lớp đã tham gia vệ sinh phòng học, vệ sinh nhà trường. Để bước vào năm học mới, trang trí cây xanh trong phòng học gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Cả lớp quyên góp ủng hộ bão số 3 được 1.330.000. Qua đó, việc làm đó để giúp chúng ta hiểu nhau hơn, đã tạo được tiếng nói chung, ai cũng thấy trách nhiệm của mỗi người cần cố gắng hơn. Bởi chúng ta gắn bó với nhau quãng thời gian 3 năm, để làm sao trong 3 năm tới đây, ai cũng tiến bộ đạt được thành tích tốt nhất về mọi mặt. Trước khi mọi người tốt nghiệp thì chắc chắn lớp ta cũng sẽ tốt, mới làm cho bố mẹ và cô giáo có niềm vui trọn vẹn được. Để làm điều đó, chúng ta mong sự ủng hộ giúp đỡ từ phía gia đình, từ phía cô giáo và nhà trường, từ mỗi cá nhân của tập thể lớp, để tạo nên tập thể 10D8 luôn là niềm mong mỏi của mọi người. Cuối cùng, chúng con xin chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn dành được sự quan tâm nhiều hơn đến lớp 10D8 của chúng con.